Bây giờ chúng ta sẽ qua bảng chữ cái katakana hay còn gọi là chữ cứng. Thì chữ hiragana đọc như thế nào thì chữ katakana của nó đọc cũng tương tự như vậy. Chữ katakana nó chỉ dùng trong trường hợp như là viết về địa danh hay là dùng tên riêng của người. Thì trong tiếng Nhật thì dùng tên riêng của người như là tiếng nước ngoài ha, thì người ta sẽ phiên âm ra thì người ta sẽ sử dụng chữ katakana. Và cái chữ tiếng nước ngoài cũng vậy, thì chẳng hạn như là good morning hay là gì đó thì người ta sẽ dịch qua tiếng Nhật là good morning you ha, good morning you. Thì đương nhiên là khi đó người ta sẽ sử dụng là chữ katakana để người ta viết, chứ người ta sẽ không sử dụng chữ hiragana. Đó, chữ katakana còn gọi là bộ chữ cứng. Thì bây giờ tôi sẽ đọc qua một lần để các bạn biết, thì cách đọc của nó cũng tương tự như ở bảng chữ cái hiragana. Nó chỉ khác là katakana nó sử dụng để phiên âm ra những cái chữ ngoại lai nó đưa qua, thì nó sử dụng là katakana thôi. Bây giờ tôi sẽ đọc qua một lần để các bạn biết, thì các bạn sẽ tương tác cùng với tôi. Thì chúng ta tương tác thì chúng ta mới nhớ được. Khi tôi đọc, tôi sẽ đọc chậm và chúng ta ngắt quãng và các bạn sẽ đọc theo tôi. Chúng ta bắt đầu nhé. A I U E O K Ki Ku Ke Ko Sa Si Su Se So Ta Chi Su Te To Na Ni Nu Ne No Ha Hi Hu He Ho Ma Mi Mu Me Mo Ya Yu Yo Ra Ri Ru Re Ro Wa O Rồi, bây giờ chúng ta đã đọc xong bảng chữ cái katakana. Bây giờ chúng ta đi vào cách viết của từng chữ một và lưu ý ở trong đó. Các bạn có thấy chữ si và chữ chư rất là giống nhau đúng không? À, lát nữa đi đến những cái cột đó thì tôi sẽ chú ý cho các bạn để các bạn biết, để chúng ta tránh những cái sự nhầm lẫn giống như là bảng chữ cái katakana tôi vừa mới nói các bạn đó. Chữ katakana này cũng vậy ha. Thì quy tắc viết của nó thì cũng tương tự như tôi vừa nói ở bảng chữ cái hiragana. Thì chúng ta sẽ quy tắc của nó là từ trái qua phải và từ trên xuống dưới, nên các bạn hãy lưu ý cái điều đó. A từ trái qua phải ha, từ trên xuống dưới đó. A chúng ta căn cho nó đúng vào cái ô vuông rồi. I I khá đơn giản, các bạn nhìn này, quạch xuống ha, chéo đó mà chéo. Chữ U 1 2. Cái nét này nó ngắn thôi nhé các bạn. Cái nét này nó ngắn thôi ha. Hai nét này nó ngắn thôi. Còn cái nét này chúng ta dài xuống. Dài xuống. Rồi. Chữ E. Chữ E từ trái qua phải kéo xuống. Cái nét phía dưới này nó dài hơn cái nét ở bên trên đỉnh một chút. Từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đó, cái này cũng các bạn cũng chú ý. Do chữ katakana còn gọi là chữ cứng nên các bạn thấy nó rất là góc cạnh. Đến chỗ này nó đều là gạch xuống, nó chỗ này nó thành gần như vuông hết. Các bạn để ý nó vuông ha, cái này gạch lên nó rất là sắc thì gọi là chữ cứng. Nên các bạn để ý là chữ cứng nó là như vậy. Rồi, chúng ta tiếp theo đi vào hàng thứ hai. Ka ki ku ke ko. Cả đó rất là góc cạnh được không? 1 2 3 đó, nó chỉ thẳng như vậy thôi, nó không có nét lên, không nét lên giống như là cái hiragana vừa giống như nãy. Rồi các bạn để chữ cử. Ka ki cử. Kê.
Cổ. Rồi, chúng ta đến hàng thứ hai hả? Ca, ki, cư, kê, cổ. Chúng ta có hàng thứ ba nhé. Chúng ta nhìn coi, sản. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Được chưa? Cái nét này nó chỉ bằng 1 phần 2 nét thứ hai thôi. Rồi, chúng ta chú ý chữ C nhá. C chúng ta sẽ đẻ thẳng hai cái này. 1, 2 và từ dưới đưa lên. Đó, từ dưới đưa lên, C. Rồi, tiếp theo, chữ sự. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Sa, si, sự. Tiếp theo, chữ C. Sa, si, sư, sệ. Rồi, tiếp theo chữ sổ. Đó. Nét và từ trên xuống dưới. Chúng ta đã đi vào hàng thứ ba ha. Sa, si, sư, sệ, sổ. Tiếp theo cột ta. Chúng ta nhìn vào cột ta. Chữ ta nó gần giống với chữ chữ cư, nó chỉ là thêm một nét này thôi, còn đây là chữ cư ha, nhưng chúng ta viết chữ cư và giống thêm một nét nữa là thành chữ tả. Chữ tả. Rồi, tiếp theo chữ chỉ. Chữ chỉ. Chữ si và chữ chư tương đối giống nhau nhé bạn, đấy. Vừa nãy là viết là chữ si là như này. 1, 2, 3. Thì nó thẳng, nó có nét tương đối thẳng như này. Còn chữ dư nó là như này và thẳng xuống, tức là các bạn đấy nó là thẳng như này, thẳng nét ngang. Nhưng các bạn chú ý chữ si và chữ dư rất là giống nhau, nhưng các bạn khi vô câu các bạn đã biết được cái cách viết của nó thì các bạn biết được là chữ này là chữ nào ha. Cái này là gióng thẳng và đương nhiên nó ngoặc lên, cái chữ này là nét nét mỏng và đương nhiên là chữ chữ hai cái hàng này thẳng và nét của nó từ trên và quẹt xuống dưới. Các bạn nhớ chú ý để tránh nhầm lẫn. Rồi chúng ta qua chữ tể, từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Các bạn để chữ tể. Chữ tổ. Chữ T thì cái nét này nó chỉ bằng 2 phần 3 cái nét kế tiếp của nó thôi, nên các bạn hãy chú ý nhé. Rồi, chúng ta qua cột tiếp theo. Na, ni, nư, nê, nô. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Hơi cong một chút xíu ha. Nó hơi cong một chút xíu chứ nó không giống như dấu cộng đâu. Các bạn chú ý nó không không phải là dấu cộng. Đó, nó hơi có một cái vết chéo một chút xíu ha. Gần gần giống dấu cộng vậy đó. Rồi, chúng ta có nhìn chữ ni, nó giống như là một dấu bằng. Giống dấu bằng của mình. Nhưng cái chữ này, nét bên trên, nó ngắn hơn, à, nó ngắn hơn nét bên dưới một chút xíu, hơn một chút xíu thôi. Chữ nư giống như số 7 của tiếng Việt mình vậy. Nhưng mà nó hơi, cái này nó chéo hơn chút xíu, còn cái số 7 của mình thì nó hơi ngang ngang chút xíu. Nhưng mà nó nhìn, nhìn thoáng qua thì nó gần gần giống nhau. Rồi tiếp theo qua chữ nề. Chữ nề. Bạn chú ý ha. Một cái chân đầu này, vượt qua, kéo xuống. Rồi, chữ nề. Rồi tiếp theo đó là chữ nổ. Chữ nổ khá đơn giản. Nó chỉ còn một vết ngoặc thôi. Rồi, chúng ta gần như đã đi được một nửa của bảng chữ cái katakana rồi. Chúng ta có thể ôn lại cái chữ ở bảng này rất dễ nhầm, rất dễ nhầm ở cái bảng này nhiều nhất đó là chữ si và chữ sư. Các bạn thường đọc nhầm hoặc là ghi nhầm nên chúng ta cần phải chú ý nhiều nhất ở hai cái bảng, cả cái bảng chữ cái này, đó là chữ si và chữ sư. Với tôi đã nói với bạn rồi ha, đây chữ si thì nó là viết thẳng này, còn chữ sư thì viết ngang này, nên các bạn phải chú ý, và chú ý các bạn phải viết những cái đường đường nét hoặc lên sao cho nó chuẩn xác đó. Các bạn đã rõ chưa ạ?